chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây cùng với Minh và Duy View để cùng nhau đi giải đáp các câu hỏi trong số hỏi đáp thứ 29 cùng Laptop AZ. Và nếu như mà bạn có một câu hỏi gì hay có bất kỳ một băn khoăn, một thắc mắc nào, hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận để chúng mình có thể dễ dàng tổng hợp và giải đáp, đưa đến cho các bạn một câu trả lời chính xác và cặn kẽ nhất nhé. Ok, và phần đầu video thì bọn mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi đầu tiên của các bạn luôn để không làm mất thời gian nữa. Câu hỏi đầu tiên của bạn Phan Hoài Nhân ask cho em hỏi là lựa chọn giữa HP Omen 15 và Acer Predator Helios 300 2020. Em đã quyết định chọn Acer Predator Helios 300 cho học tập và giải trí thì liệu em có chọn sai hay không? Bạn đã chọn rồi thì chúng mình cũng chả biết là nói như nào nữa. Nhưng mà mình sẽ nói là bạn chọn đúng rồi để cho bạn yên tâm sử dụng nhá. Và với mình và với mình đi để hai anh em có thể nói chuyện với nhau xem là với Omen với cả Predator thì tôi là tôi sẽ chọn Omen hơn, tại vì Omen tôi thích cái thiết kế của Omen hơn, nhìn nó lịch thiệp, nó sang trọng hơn, còn Predator nhìn nó hơi bị hầm hố quá. Còn với mình thì sao? Không, tôi thì tôi lại thích hầm hố như thế. Với cả Helios 300 ấy, nó có một cái điểm mà tôi rất thích, đấy là cái cảm giác mà nó là làm bằng nhôm mà. Và cảm giác rất là mạnh mẽ này, rất là chắc chắn luôn. Sờ vào các cái độ hoàn thiện của chiếc máy rất là cao luôn đấy. Và mình thấy rằng là Helios 300 có một cái hệ thống tản nhiệt rất là tốt, và mình cảm thấy rất là an tâm khi mà sử dụng cái chiếc máy này. Nhưng mà Helios 300 nó hơi to mồm, ông vẫn thích to mồm à? Không, tôi thường thích những đứa to mồm. À đấy, thế nên là chọn Predator 300 là hợp lý rồi. Câu hỏi thứ hai của bạn ZAKGG Gaming nên chọn laptop nào tầm 15 triệu ở ad nhu cầu học tập game, học lập trình bền, sử dụng lâu dài trên 3 năm. Tầm 15 triệu à, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu Ultrabook, ví dụ như kiểu là Dell 7490 này, hoặc là Lenovo S540. Thì đều là những cái mẫu mà laptop Ultrabook mà phục vụ được ổn cho cái nhu cầu của bạn. Tuy nhiên thì nếu như mà chơi game thì chúng ta sẽ chỉ chơi được các game eSports như kiểu là LOL hay là FO4 ở mức setting trung bình thôi. Nó không thể nào mà chơi các cái game nặng được. Duy có gợi ý gì thêm nữa không? Dạo gần đây thì mình cũng đã mua máy cho người quen khá là nhiều. Mình đi tham khảo khá nhiều nơi ấy, thì mình thấy được có mẫu máy là S340 phiên bản AMD Ryzen 3 hoặc Ryzen 5. Thì lắp thêm một thanh RAM nữa, chúng ta hoàn toàn có thể chiến những tựa game eSports ở max setting và vẫn rất là thoải mái vô tư. Thì đấy là trong những sự lựa chọn của mình. Còn với laptop gaming chẳng hạn thì có 5577 trong tầm 15 triệu, nhưng mà 5577 bàn phím thì lại không tốt, bàn phím không ổn lắm. Đúng, thì để học tập hay lập trình nó sẽ khá là phí để có một cái trải nghiệm bàn phím tốt hơn ấy. Thì mình nghĩ là những chiếc Ultrabook sẽ làm tốt hơn. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn ZAKGG Gaming. Ok, đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Phạm Thuần cho mình hỏi là mình muốn mua Acer Nitro 5, mình học ngành điện và muốn chơi những game thế giới mở được tốt thì mình nên chọn chip Intel hay AMD ạ? Và với mức cấu hình là i5 đời 10 GTX 1650 Ti thì có thể xài ổn trong bao nhiêu năm nữa? Ok. Các game thế giới mở thì thường là nó sẽ ăn nhiều GPU hơn là CPU. Cho nên là nếu như chơi các game này thì bạn chọn CPU nào cũng được. Ngoài ra thì ở đây bạn còn nói là bạn học ngành điện, mà những ngành điện mà ở trong trường đại học thì thường là chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm mà nó cũng ra mắt khá là lâu rồi, và các phần mềm này thường là nó sẽ tối ưu tốt cho việc sử dụng chip Intel hơn. Cái chip AMD ấy, nó cũng chỉ mới là nó mạnh lên gần đây thôi, và các nhà sản xuất nó cũng vẫn chưa tối ưu hết được các cái phần mềm điện cho cái chip AMD này. Ngoài ra thì nói một chút về phần game thế giới mở đi. Nếu như là bạn chơi các cái game thế giới mở kiểu Assassin's Creed này hay là GTA 5 thì mình nghĩ là với cái cấu hình này bạn có thể chơi được tầm khoảng từ 3 cho đến 4 năm nữa. Với cái mức FPS sau 4 năm ấy là nó khoảng là trên 60 FPS rồi. Thì nó cũng vẫn chơi được đúng không? Vẫn ok đúng không? Còn nếu như mà bạn chơi các cái game như kiểu là Minecraft hoặc là Mini World thì Roblox đấy. Thì mình nghĩ rằng là tầm khoảng 7-8 năm nữa thì cái cấu hình này nó cũng vẫn đủ ổn. Thậm chí là nếu mà anh em nào có nhu cầu sắm cả ray tracing nữa thì mấy con game như kiểu Roblox hay Minecraft về sau họ cũng sẽ update khả năng là như thế. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, còn một thứ tư của bạn Hiếu Vũ Minh. Laptop có cổng Thunderbolt mà dùng sạc chân tròn 65W thì có dùng sạc Type-C 65W được không để sạc qua Thunderbolt? Thì thực ra mà nói Thunderbolt nó có hỗ trợ sạc trên 100W, à đúng hơn là 100W tròn. Nhưng mà Thunderbolt thì nó đã có kiểu là nếu mà Thunderbolt có không hỗ trợ Power Delivery ấy, thì nó cũng không được sạc hoàn toàn được 65W đâu. Thì mình nghĩ nhá, với bạn có sạc chân tròn 65W này thì chắc là Ultrabook rồi. Ultrabook và cái cổng Type-C Thunderbolt này nó vẫn sạc được 65W, vẫn đảm bảo nhá. Nhưng mà có nhiều cục sạc trên thị trường hiện nay mặc dù là họ điền 65W nhưng không thể giữ 65W liên tục như là một cái sạc máy tính bình thường được, mà nó chỉ sạc 65W lúc vào thôi. Xong lúc hoạt động bình thường nó không thể duy trì 65W được. Thì cái đấy các bạn lưu ý khi mà lựa chọn sạc nhá. Có Thunderbolt 3 65W có hỗ trợ và có sạc được. Ok, cảm ơn Duy. Đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Vũ Hoàng. Em học Digital Marketing và em đang phân vân Acer Q407iQ và MacBook Air M1. Không biết là em nên mua máy nào để sử dụng lâu dài về sau ạ? Mong AD trả lời câu hỏi của em. Em cảm ơn.
Với câu hỏi này của bạn thì nó là một cái sự so sánh nó khá là khủng khiếp đấy, bởi vì là MacBook Air M1 nó đắt hơn con Asus Q407EQ này khá là nhiều, tầm khoảng 12 hay 14 triệu gì đó. Không, M1 nó chỉ khoảng 25-26 thôi. Xin lỗi. Còn Q407EQ nó khoảng 18, nhưng mà nó vẫn khá lệch, đúng không? Nó vẫn khá là lệch. Mình nhầm sang con Pro. Nhưng mà nói chung là nó vẫn sẽ khá là lệch, đúng không? Vẫn lệch. Tại vì MacBook M1 là một dòng sản phẩm cao cấp, trong khi Q407EQ nó dòng sản phẩm kiểu trung cấp thôi, nó khoảng 18 triệu thôi mà. Thì tất nhiên là mọi thứ nó đều tốt hơn, cái đấy đương nhiên rồi. Làm mình thì mình sẽ cả về thiết kế là hoàn thiện thì bên M1 nó cũng đều mạnh hơn hẳn, đúng không? Và ngành digital marketing này thì hai con này mình thấy rằng là cấu hình hay là bất kỳ một cái gì của hai con này thì nó cũng đều ổn để mà sử dụng cho cái ngành này rồi. Nếu như mà có tiền thì chúng ta cốt M1, còn nếu như mà không có tiền thì Asus cũng vẫn là ổn rồi. Được cái là M1 sẽ chơi game khó khăn hơn, nếu bạn có nhu cầu chơi game thì có thể lấy Q407EQ cũng được. Và với mình thì mình sẽ chọn M1 đúng không? Không, mình lấy Q407EQ chứ. Thế thì mình lấy M1, tại vì mình không chơi game nữa rồi. Ok, đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn Vũ Hoàng học Digital Marketing. Câu thứ 6 bạn Phúc Văn Gia cho em hỏi là tại sao laptop Asus dòng VivoBook không dùng để cốt nặng được, mặc dù xài chip i7 thế hệ 10 với 1TB như dòng Zephyrus vậy ạ? Nó khác biệt là con VivoBook của chúng ta là một dòng máy Ultrabook mỏng nhẹ, hiệu năng thì nó sẽ chỉ là hiệu năng trung bình thôi và tập trung chủ yếu là cho các tác vụ văn phòng và tiết kiệm điện. Chính vì vậy là chúng ta sẽ không có cạc rời này, và chip của chúng ta sẽ là chip U. Và các bạn thấy rằng là chip U mặc dù là có thể đọc rằng là cái xung nhịp của nó có thể lên cao bằng với cả chip H đấy. Tuy nhiên thì với cái hệ thống tản nhiệt và cái khả năng tiết kiệm điện của nó, chính vì vậy là cái xung nhịp của con chip U nó không thể nào mà giữ liên tục được. Chính vì vậy là chúng ta có dòng chip H ở trên, ví dụ như là con Zephyrus chẳng hạn. Dòng chip H này thì sẽ tối ưu cho cái việc là chúng ta chơi game này hay làm các tác vụ nặng. Cụ thể ở đây là khi mà bạn cốt nặng thì nó sẽ lấy cả về tác vụ của CPU, cả GPU nữa. Chính vì vậy là con VivoBook nó không thể nào mà đáp ứng được cái hiệu năng này mà chúng ta buộc phải sử dụng các cái dòng gaming. Đó là câu trả lời mình. Mình nghĩ cũng khá là hợp lý và bạn cũng có thể định hình được tại sao VivoBook nó không cốt được. Bây giờ có cả dòng chip G với chip U nữa, nó sẽ rất là dễ gây lẫn lộn. Thì chip G cũng là chip tiết kiệm điện các bạn ạ. Thế nên là nó cũng không khác gì chip H. Không khác gì chip U cả. Ok. Câu tiếp theo, câu thứ 7 của bạn DPT. Em đang phân vân có nên một củ nữa để quất cho A15 4600H GTX 1650 hay là chỉ mua FX505 3750H với 1650. Thấy bảo là A15 nóng, chơi LOL còn đứa kêu CPU 90 độ thật không? Thì mình xin trả lời luôn nhá. Khi mà ở với câu hỏi này, mình đã từng phân tích trong một video gần đây rồi là cái hiệu năng của con chip 3750H thì nó như thế nào rồi, đúng không? Nó cũng chỉ xem so với con chip i5 9300H thôi. Chính vì vậy là nếu như bạn thêm một củ, bạn hoàn toàn có được một chiếc máy mà có hiệu năng mạnh hơn hẳn, vượt trội luôn. Và bạn lại còn có thêm được cả cái sự hoàn thiện và cái thiết kế mới đẹp hơn. Thế thì tại sao mà chúng ta lại bỏ qua 1 triệu đấy được? Có một lý do mình ạ, tại vì là nhiều người cũng khá là e ngại là vấn đề nhiệt độ. Trong khi FX15 rất là mát thì chiếc A15 nó lại nóng. Nhưng cái việc nóng này là do nhiều anh em không để ý. Đúng là chơi có nóng nhá, chơi LOL lên 90 độ là có nóng. Nhưng mà có 3 chế độ để chúng ta sử dụng là Silent, Performance và Turbo. Trong phần mềm của hãng thì các bạn có thể để Performance để chơi thôi, nó vẫn rất là mát, thậm chí để Silent vẫn chơi được rất là mượt, không lan tan suy nghĩ gì nhiều đâu. Nếu bạn để Turbo nó sẽ lên 90 độ là chuyện bình thường, lúc ấy máy nó bung hiệu năng hết cỡ, cái đấy là không tránh được. Bạn để Performance nó vẫn sẽ mát và vẫn vô tư hoạt động mà không phải lo nhiệt độ nó quá cao. Đấy là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn DBT. Ok, cảm ơn Duy. Đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Minh Dũng Lê. Cho em hỏi là em bên mảng kỹ thuật xây dựng đang đầu tư con máy mà thấy con Dell 5510 này ok. Không biết là máy này có, nếu như mà em chạy những tác vụ của mảng kỹ thuật như là AutoCAD hay SketchUp, 3DS Max, chung quy là mảng 3D thì và 2D thì máy còn nóng lên hay không ạ? Hay chỉ ấm? Trong quá trình sử dụng thì có bị giật lag không nhỉ? Trong quá trình sử dụng mà mình cắm sạc thì không biết là sạc sẽ sử dụng trong nguồn điện hay là vào pin. Mong AD trả lời em. Em cảm ơn. Ok. 5510 thì là một con máy mà quốc dân rồi, rất là ngon rồi, mình cũng đã nói nhiều rồi. Nóng hay không thì còn tùy vào cái tần suất sử dụng và tùy theo cái project mà bạn sử dụng nữa. Project mà to quá thì laptop tiền 30-40 cũng không có thể đỡ được. Tuy nhiên thì bạn cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Nếu như mà chúng ta sử dụng với cái mảng kỹ thuật xây dựng ấy, mà nếu như mà chúng ta không render quá nhiều trong khoảng thời gian lâu dài thì con Dell 5510 nó hoàn toàn đủ để đáp ứng cái nhu cầu này. Và nó cũng không quá nóng đâu. Mặc dù là nếu như mà chúng ta có thể đầu tư được con 7510 thì nó sẽ mát mẻ hơn hẳn. Nhưng mà 7510 thì to, nó sẽ lại to và nặng nữa, thậm chí là xấu. Nhưng mà với câu hỏi tiếp theo của bạn là lúc quá trình sử dụng thì mình hay cắm sạc, không biết là sạc sẽ đi dùng nguồn điện hay vào pin. Thì câu này rất là dễ trả lời thôi. Khi mà pin của bạn đầy rồi, lúc ấy máy nó sẽ ngắt
điện từ pin luôn. Bạn cứ cắm sạc bạn sử dụng là cái sạc này nó sẽ cắm thẳng sang cái phần máy luôn. Nghĩa là coi như bỏ qua cái pin ấy, nó không có liên quan giống gì nữa. Giống như là một con máy PC bình thường. Đúng vậy. Vậy thì đó là câu trả lời của bọn mình. Nhưng mà với cái nhu cầu AutoCAD SketchUp 3DS Max thì với 20 triệu ấy, tôi lại thích với con laptop gaming hơn, hiệu năng nó cho ra cao hơn, nhưng cái tính ổn định thì chưa chắc đã bằng máy chạy. Tuy nhiên thì nó cũng nóng hơn nữa. Ừ, nó cũng có thể nóng hơn. Và quạt ồn hơn. Ừ, nhưng 5510 thì nó cũng không phải mát lắm. Câu hỏi thứ 9 của bạn Man Phùng. Phùng. Ừ. Anh ơi, cái nào lướt web hỗ trợ 4G làm công việc văn bản tài liệu ổn định tầm 5 triệu? Cái này thì khó quá. Cái này thì 5 triệu mà để hỗ trợ 4G thì nó hơi căng. Máy mà muốn hỗ trợ 4G thì phải có khe SIM đúng không? Thì là thường là sẽ là một vài các cái mẫu máy dành cho doanh nhân của Dell hồi trước. ThinkPad cũng có, nhưng mà 5 triệu thì nó lại còn khó hơn. 5540 có nhưng mà vẫn phải lắp thêm những cái cạc mạng nữa, nó rất là bất tiện. Thì thay vào đó bạn có thể tham khảo những mẫu tablet của Android thì có thể sử dụng và làm việc học tập một cách gọi là ở mức chấp nhận được và có hỗ trợ 4G. Chứ nếu mà dùng laptop mà hỗ trợ 4G mà 5 triệu thì cũng hơi khó để đáp ứng được. Đấy là câu trả lời của bọn mình. Okay. Cho câu hỏi của bạn Money Phục. Đến với câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi thứ 10 của bạn Highlight TikTok. Nghe tên hay đấy. Okay. Trên hỏi là con Acer TUF Gaming A15 Ryzen 5 460H với GTX 1650 SSD 512GB thì có tốt cho các phần mềm đồ họa không ạ? Đấy, là phần mềm đồ họa. Ở đây thì bạn tên là Highlight TikTok và chúng mình cũng đã vào thử xem kênh của bạn rồi thì thấy rằng là bạn hay chỉnh sửa video TikTok. Mình nghĩ rằng là nếu như mà với cái nhu cầu chỉnh sửa video TikTok thì con máy TUF A15 này nó hoàn toàn đủ để sử dụng với cái nhu cầu của bạn. Tuy nhiên thì nếu như mà cái con máy này thì độ phổ màu nó không cao đúng không? Nhưng mà nói chung là thế nhưng nếu mà chỉnh sửa chỉ TikTok thôi thì cái phục vụ ok cái rồi. TikTok online nó cũng sẽ vô tư, không sao cả. Ở mức chấp nhận được, thậm chí là còn dư. Đời, cái cấu hình nó rất là dư để làm rồi ấy. Cái TikTok nó sẽ làm cho phổ dọc này. Thế nên là cái kích thước nó không cần quá phải lớn. Và tiếp theo đó là câu hỏi câu trả lời của mình trong hỏi bạn Highlight TikTok. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 11 của bạn TV Thuận TL. Khoảng 20 triệu có thể nhỉnh hơn 1-2 triệu, có thể chọn con nào ạ? Em học code với cả chơi những game như LOL, GTA 5. Thì trong tầm này thì mình có những cái sự lựa chọn nào không? Tầm này là một cái tầm khá là phổ thông và chúng ta có rất là nhiều con máy luôn. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là Legion 5, bản Ryzen 5. Tuy nhiên thì Legion 5 hot quá, chúng ta không có hàng. Bạn hoàn toàn có thể lấy xuống là IdeaPad Gaming 3 cũng bản Ryzen 5. Hoặc là thậm chí là chúng ta có thể lấy Acer Nitro 5 chẳng hạn này. Hoặc là G512 cũng được. Đấy, hoặc là HP Pavilion cũng được, tại vì nhớ anh em cũng để ý là rất là nhiều HP. Máy trong cái tầm giá này luôn. Khoảng 20 triệu nhích lên thì còn vô tư. Câu hỏi 12 của bạn Kaito Tazumeji, tầm 15 triệu đổi lại Ultrabook cấu hình mạnh mẽ nhất. Máy mới đập hộp nhá. Phải máy mới đập bạn hộp. Máy mới đập hộp à? Cái tầm 15 triệu à, máy mới đập hộp mạnh mẽ nhất chúng ta có i5 đời 10 là con Lenovo S340. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể lấy Acer Squid 3 nhưng mà nó sẽ đắt hơn một tí, tầm khoảng 15.800.000 gì đấy. Không, có một mẫu Acer Squid 3 AMD Ryzen rẻ thôi thì 13 triệu mới đập hộp. Thế là chip gì? AMD Ryzen 5000 series à 4000 series. Đấy, nó có AMD Vega. Đấy, nó rất là mạnh và máy mới đập hộp có hiệu năng cực kỳ khủng. Ngoài ra có cả S540 của IdeaPad nữa. Trong tầm dưới 15 triệu thì tôi rất là recommend cho bạn là các bạn là mua Lenovo, Acer cũng được nhá. Acer rất ngon, bây giờ không cần dở đâu. Hay là cái MSI cũng được, cũng là những mẫu máy hợp lý. Và đó là câu trả lời của mình. S540, S340 và Acer Swift 3 là ba sự lựa chọn của mình đề xuất cho bạn nhé. Câu tiếp theo còn 13 của bạn Khải Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi Legion 5 Ryzen 5 4600H 1650 cấu hình như vậy có thể dùng ổn định trong 4 năm nữa không? Cái này thì không biết là ổn định cho cái vấn đề gì. Bạn lại không nói rõ là bạn sử dụng cho cái mục tiêu gì. Còn tùy nếu như bạn làm để chơi game hay là làm đồ họa trung bình thì mình nghĩ là nó cũng ok trong khoảng 4 đến 5 năm nữa. Còn nếu như mà làm văn phòng thì tầm khoảng 10 năm nữa thì nó mới đấy, kiểu mới hết hỏng. Đấy thì ngoài ra thì nếu bạn chơi game nặng thì có thể là chiếc máy đấy có thậm chí bây giờ chưa đáp ứng được luôn. Đấy là tùy nhu cầu bạn. Mình không biết các bạn mua để làm gì. Nếu như mà chơi game AAA thì mình nghĩ là chỉ tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi là ao cấu hình rồi. Ao cấu hình là cái chắc. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn Khải Nguyễn. Câu hỏi thứ 14 của bạn Pry FF cho em hỏi là GPU nào sẽ đáp ứng tốt nhu cầu game cao của em ạ? Chúc hai anh một ngày mới tốt lành. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì game cao, có nhu cầu chơi game cao thì tốt nhất có thể lấy, nếu cần một hiệu năng thuần thì đẹp nhất bây giờ đang là 1660 Ti. Còn nếu mà còn ray tracing bây giờ có RTX 3060 là đang rất mạnh, rẻ, hợp túi tiền,
với tầm khoảng 30-32 triệu đã có thể sở hữu được rồi. Thì mình nghĩ là đó là một trong những cái trang bị đáng để cân nhất RTX 3060 nhé. Và đấy câu trả lời của mình trong câu hỏi của bạn Pride FF. Câu hỏi 15 của bạn Scott Atkin, ZBook 15G3 có dùng ổn trong 4 năm nữa không? Tại nó ra từ năm 2016 rồi. Dùng thêm 4 năm nữa từ năm 2016. Chứng tỏ rằng là đến cái lúc mà bạn 4 năm sau của bạn là nó phải được 8 tuổi rồi. 8 tuổi. Nếu như mà bạn hỏi về con ZBook này là một con máy chạm thì chắc chắn là bạn đang học kỹ thuật đúng không? Và nếu như mà bạn chỉ học kỹ thuật thôi, mình nghĩ là trong vòng 4 năm nữa thì vẫn là ổn. Tuy nhiên thì đây cũng là một con máy cũ và bạn cũng biết rồi, thì chúng ta nên chọn những chỗ mà bán uy tín. Bởi vì là mua máy cũ thì nó cũng khá là sợ hãi và đáng sợ đấy. Nó cũng khá là bất cập. Chúng ta cũng không biết được rằng là linh kiện nó có bị thay hay không, và nó có bị lỗi gì khi mà trong cái quá trình mà từ cái lúc mà nó ra cho đến cái lúc mà nó đến tay của bạn. Khả năng nó còn khéo là thành laptop trâu đi đào coi cũng lên ấy. Bây giờ bão coi quá rồi. Ai lấy laptop workstation đi đào coi bạn. Mấy hôm nữa có cả PlayStation trâu. Câu hỏi 16 của bạn Minh Nguyễn. Em đang băn khoăn Asus chụp A15 á, nhưng mà em định mua bản RTX 2060, nhưng em thấy Nitron 5 cũng có RTX 2060. Một con là 4800H, một con là i5-7300H, những con nào hiệu năng tốt nhất hơn? Đấy. Mà em cũng hỏi bạn em luôn là có mẫu lắp nào mới 11 triệu để học thiết kế đồ họa không ạ? Bạn em là nữ, em cảm ơn anh, chúc anh khỏe, chúc cái laptop Z đạt được nhiều sắp. Vỗ tay. Okay. Cảm ơn bạn. Với câu hỏi của bạn Minh Nguyễn khá là dài thì mình có thể comment cho các bạn. Câu nào dài là ông đẩy cho tôi đúng không? Đúng. Câu của bạn thì mình sẽ chia làm hai phần nhá. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Minh đi. Thì ở đây là chắc chắn là con Ryzen 7 4800H là nó sẽ mạnh hơn nhiều so với cả con i5 đời 10 kia rồi. Và nếu như mà bạn chọn thì bạn có thể chọn TUF A15, mặc dù là nó sẽ nóng hơn so với con Acer Nitro 5. Nhưng mà hiệu năng cho ra thuần nó sẽ mạnh hơn hẳn luôn, mạnh hơn rất nhiều luôn đấy. Đương nhiên là vậy. Tiếp theo là đến câu hỏi của bạn nữ, bạn của Minh Nguyễn, không biết là có phải người yêu không. Đấy là laptop khoảng 10-11 triệu để học thiết kế đồ họa. Thì với tầm khoảng 10-11 triệu chúng ta có thể lựa chọn Latitude 7480. Thì sẽ một con máy mà trong cái khoảng đấy là có cấu hình đủ ổn và màn hình cũng đẹp để mà bạn có thể thiết kế được đồ họa. Dell Latitude 7480 hình như là bản i5 thì có thể phục vụ tốt. Có nhiều bạn có thể chọn i7, nhưng mà mình thấy i7 nó vẫn có 2x4 luồng thôi, nên cũng không phải là sự lựa chọn nó quá là xứng đáng với số tiền chênh lệch bỏ ra ấy. i5 là có thể đủ để sử dụng rồi. Thực ra là trong cái tầm giá 10-11 triệu ấy, chúng ta còn có thể lựa chọn VivoBook nữa. Nhưng mà những cái mẫu VivoBook này thì thường là nó quá là mỏng ấy. Và nó sẽ không đủ được cái hiệu năng và tản nhiệt này. Và thứ hai nữa là màn hình của nó cũng không phải hơi dở. Và đó câu trả lời của mình tí. Câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi thứ 17 của bạn Thạch Thuận. Em học ngành điện tử và vừa muốn máy học được mà còn vừa chơi game tốt, tầm giá 25 triệu trở xuống thì chọn máy nào ạ? Thế thì tầm giá 25 triệu trở xuống. Thế mà... thì lần sau bạn này chỉ cần hỏi là em muốn một chiếc máy để chơi game tốt thôi. Thì với anh em nào quan tâm đến những chiếc máy để chơi game tốt, còn ngành học điện tử thì anh em có thể chọn bất cứ một máy nào cũng được. Và chơi game tốt thì mình có những sự lựa chọn nào? Trong tầm 20 cho đến 25 triệu trở xuống. Ok. Thì mình tổng hợp lại luôn nhá, là với cái việc là bạn học ngành điện tử thì trong cái tầm giá 25 triệu này rồi thì chúng ta dùng máy nào cũng sẽ sử dụng được thôi. Chỉ chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là bạn chơi game đi. Với cái việc là dưới tầm giá 25 triệu chơi game, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu gaming mà hiệu năng cao. Ví dụ như là G512 hoặc là Lenovo Legion 5. Và nếu như là bạn chỉ chơi game ở một mức bình thường thôi và bạn muốn những cái mẫu máy mà nó mỏng nhẹ chẳng hạn, thì chúng ta có thể tham khảo thêm cả GeForce G14 nữa. Ngoài ra thì trong dưới 25 triệu thì mình có thể lựa chọn một ngoài nữa cho bạn là chiếc Acer Nitro 5 cũng hợp lý. Và cuối cùng là một mẫu, đó chính là Adipad Gaming 3. Và cái số tiền dư giả ra để chúng ta có thể nâng cấp thêm RAM, thêm những cái phụ kiện khác như bàn phím, tay cầm. Đấy, thì đó là một cái đầu tư khá là thông minh. Không nhất thiết chúng ta phải cố gắng đầu tư hết 25 triệu cho một chiếc laptop. Đôi khi chúng ta dùng cũng hết đúng không? Đấy, đúng rồi đấy. Còn 18 của bạn Nhật Quang Võ. FX506 với MSI Bravo 15 thì máy nào thiết kế? Chơi FIFA Online 4, chơi lỡ ngon vậy ạ? Cái vấn đề ngoài ra thì tầm 18 triệu chính hãng có chiếc máy nào ngon không? Em cảm ơn. Đấy. Hai máy này thì vẫn đủ để mà đáp ứng cho cái nhu cầu mà vừa học thiết kế mà lại còn vừa chơi game FIFA Online 4 với LOL của bạn. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn học thiết kế, ví dụ như kiểu là những cái ngành mà thiết kế banner, thiết kế đồ họa 2D chẳng hạn, thì chúng ta nên lấy một số các cái máy mà có độ phổ màu nó cao một tí. Còn máy nào thì trong tầm giá 18 triệu tôi không biết gì giúp các. Tầm này nhá. 18 triệu. Thiết kế ZBook Q47QQ là một trong những mẫu máy ok. Ngoài ra thì với FIFA LOL thì bạn có thể chờ một thời gian nữa, khi mà mẫu ZBook UM425 thì sắp được về hàng tại Việt Nam rồi. 435 mới đúng chứ, sắp được về hàng Việt Nam với MD5000 series. Và với
AMD 5000 series lắp 2 thanh RAM, chúng ta có thể chơi vô tư những tựa game hiện nay. LL F14 tôi đã test qua rồi, vẫn có thể chơi tốt và vẫn có màn hình đẹp để có thể đáp ứng được nhu cầu làm đồ họa đấy. Với việc học và việc chơi thì cái đấy là tùy bạn cân bằng. Nếu bạn chơi nhiều thì lấy MSI Pro 15, các bạn lấy MX506, các bạn có thể sử dụng được chiếc máy đó ok hơn. Còn các bạn học nhiều hơn, chúng ta chọn Ultrabook, thì đấy là tùy vào cái cán cân lựa chọn thôi. Học nhiều thì chơi nhiều thì tùy bạn nhé. Ok đấy. Cảm ơn câu trả lời của Duy. Hy vọng rằng là qua câu trả lời này thì bạn đã lựa chọn được mẫu máy phù hợp với việc là học nhiều hay chơi nhiều của mình. Và đừng quên là đợi chờ những cái review về những cái mẫu máy tiếp theo trên kênh Laptop AZ nhé. Ngoài ra thì có một cái bổ sung nhỏ nữa là với FX56 và MSI Pro 15 thì mình chọn FX56 nhé. Câu hỏi tiếp theo của mình, câu 19 của bạn Minh Vương Trần. Anh ơi, cho em hỏi là em học ngành tài chính, marketing thì nên mua laptop nào ạ? Em có chơi LOL với chỉnh sửa 2D, tầm giá khoảng là từ 20 đến 23 triệu. Máy mỏng nhẹ và nhỏ hơn 2kg. Với cho em hỏi là em nên lựa chọn các laptop mà sử dụng CPU Ryzen không ạ? Em cảm ơn. Với cái ngành là bạn học tài chính marketing thì theo mình nghĩ là bạn chọn máy nào cũng được. Miễn là cái số RAM của bạn nó đừng quá ít là được, khoảng là từ 4 cho đến 8GB. Bởi vì là cái ngành này mà chúng ta mở Excel mà mở nhiều tab là nó cũng khá là ăn RAM đấy. Tiếp theo thì với việc là bạn chọn máy mỏng nhẹ, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn các cái mẫu ví dụ như là XPS này, hoặc là Adobe mỏng nhẹ nhưng mà lại còn chỉnh sửa được ảnh 2D, thì chúng ta sẽ lấy các mẫu mỏng nhẹ nhưng mà còn có độ phổ màu và độ sai màu tốt. Thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn là XPS hoặc là những mẫu máy ở trong vòng dòng Zenbook của Acer. Ví dụ ở đây thì chúng ta còn có cả UM425 bản 2021 thì cũng sẽ ở trong tầm giá này thôi. Ngoài ra thì có cả UX425 nữa, cũng là dòng mới với sử dụng Intel thay vì AMD. Thêm vào đó thì dùng được Ryzen không thì mình nghĩ là vẫn được dùng Ryzen được. Và ngoài ra thì có một mẫu máy nữa mình có thể là đã quên, đó chính là chiếc ThinkPad T19s huyền thoại cho tầm giá 20 triệu đang rất là vô đối và phù hợp với nhiều bạn nam. Câu 20, câu cuối cùng của ngày hôm nay đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân Chiến. Anh ơi, cho em hỏi học kỹ thuật ô tô thì tư vấn cho em là 19 triệu đổi lại dùng 4-5 năm trong học đại học. Thì kỹ thuật ô tô sẽ dùng CATIA, SolidWorks, có vài phần mềm đấy. Thì mình nghĩ có những mẫu máy nào? Theo mình nghĩ là nếu như là bạn muốn chắc kèo nhất, học 4-5 năm đại học thì bạn sẽ sử dụng con Dell 7510. Và nếu như là bạn vừa học hay là bạn vừa có thể chơi game nữa, chúng ta có thể chọn mẫu gaming ví dụ như kiểu là Acer Nitro 5 này, IdeaPad Gaming 3 hay là HP Pavilion Gaming 15 đấy. Thì cũng đều là những cái mẫu máy nó chỉ dưới 19 triệu thôi mà hoàn toàn có thể đủ cái cấu hình để có thể phục vụ cho việc học kỹ thuật ô tô hoặc là chơi game của bạn. Ngoài ra còn có cả F306 nữa, cũng là một mẫu máy khá là nổi tiếng trong tầm tiền dưới 19 triệu. Còn nếu như mà không chơi game thì cứ lấy máy chạm thôi cho nó mát mẻ, cho nó yên tâm. Thì máy chạm có như mình đã nói là Dell 7510, còn thích mỏng nhẹ thì có Dell 5510. 5510 chúng ta có thể nhích thêm một số tiền nữa nhỏ đúng không Minh? Đúng rồi đấy. Và đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Nguyễn Xuân Chiến. Và nếu các bạn có những câu hỏi, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận của phần video này để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời trong những số vào tiếp theo nhé. Và số những cái số hỏi đáp dạo này đây sẽ đầy được rất nhiều câu hỏi. Nên bọn mình sẽ phải có 2 số hỏi đáp trong một tuần để có thể giải đáp tất cả những câu hỏi của các bạn. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục gửi những câu hỏi đó xuống dưới phần comment bọn mình nhé, để bọn mình có thể dễ dàng tổng hợp. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho kênh của Laptop AZ. Và thì xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.